tôi chăng nữa tôi cũng đâu có cho anh vô nhà tôi được, dịch bệnh tôi có cho vô. Anh muốn trao đổi cái vấn đề gì anh nói, tôi trả lời cho anh. Tôi ở đây là 22 hộ dân, không nhận được một hột gạo nào, không nhận được bó rau nào, tôi nói vậy. Đúng hay sai? Mấy anh tới đây làm gì? Mấy anh tới đây để chất vấn tôi phải không? Chất vấn cái gì để hỏi đi tôi trả lời cho. Mọi người vô xem cho đông đi. Nói công an phường Dĩ An, công an phường Dĩ An, ai biết công an tên gì? Anh làm bộ phận nào? Làm cái gì? Hả? Lấy giấy mời ra. Mời vì mục đích gì lấy giấy mời ra đây? Rõ ràng ra. Dịch bệnh tôi không có đi gặp ai, không tiếp xúc với ai hết á. Giấy mời đâu? Thông tin cái gì mà lên mạng xã hội? Chia sẻ thông tin gì lên mạng xã hội? Nói cho nó rõ ràng cho tôi mới tin. Chia sẻ cái gì? Chia sẻ hôm qua phong qua phát gạo sao? Tôi lấy vậy thôi, cái gì đâu? Ừ. Hôm qua tôi nói rằng là tôi quay livestream trực tiếp, tôi nói phát gạo. À vậy thôi, mắc mớ gì mà hỏi tôi? Có sự thật mà. Bây giờ tôi trả lời cho anh công an là tôi có livestream phát gạo. Phát 21 phòng trọ, mỗi phòng 5 kg gạo, chỉ có vậy thôi. 2 tháng trời rồi chỉ có phát vậy thôi. Thì đó đúng mà. Có gì đâu phải sợ ai. Có gì đúng luật là mà. Phát gạo 5 kg, nói phát gạo 5 kg, không lẽ nó phát gạo 5 kg, nó phát gạo 10 kg. Tào lao không à. Trời ơi, mang công an xuống hù nó chứ, tổ trưởng tổ tôi á. Dữ thần không? Thấy không, mọi người thấy không? Phát gạo 5 kg, tôi nói phát gạo 5 kg. Tôi livestream có nhiêu đó, tôi nói vậy à.